Ôi trời, nó béo. Nó vừa béo vừa thơm. Bây giờ phần nóng này mình đưa ra mình tính là tới giờ là khoảng hơn 30 phút rồi, còn nóng. Tức là cái độ nóng của cái tô đá nó bằng cái thời gian mình ăn luôn. Quay phục trường mát quá. Hello, xin chào buổi trưa tất cả mọi người. Cả nhà ơi, hiện tại thì mình đang ở trên đường Cách Mạng Tháng 8 nha. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa cả nhà đi ăn món bún bò nhé các bạn. Và một cái điều đặc biệt ở cái món bún bò ngày hôm nay là người ta đựng trong một cái tô đá nóng hổi, sôi sục sục, rất là hấp dẫn các bạn. Ở đây thì có hai món, đó là món bún bò tô đá và món lẩu bò nhúng mắm, hai món đặc sản của quán. Nói chung mình sẽ ăn món bún bò tô đá, nhưng mà nếu hên còn bụng thì mình sẽ ăn thêm món lẩu bò nhúng mắm để giới thiệu cho mọi người luôn nhé. Mình xin giới thiệu một chút xíu nha. Hiện tại thì mình đang đứng ở trên đường Cách Mạng Tháng 8 nha các bạn. Đây là đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài nhé. Phía trước kia là cái vòng xoay của đường Cách Mạng Tháng 8 ở đường 3 tháng 2. Phía hướng ngược lại một chút xíu này, lên chút xíu đây khoảng 200m là công viên Lê Thị Riêng nhé. Và đây là quán bún bò tô đá ngày hôm nay. Rồi nha, nói chung ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn món bún bò nha các bạn. Quán ở phía trong này. Mang lại đây coi. Tô này là nhiêu anh? Tô này 70 ạ. 70. Cái tô 70 nó có những cái gì trong anh? Dạ có sườn bò với thêm với cả chả Huế, có gân, có tái với có nạm. Tách từ ngoài. Tô đầy đủ hai này. Ủa anh, ở đây em thấy là có hai cái loại tô, là một loại tô, một loại thố, là như thế nào anh? Tô là loại, có là loại bình thường. Vâng, là bình thường mình bán giá là sao? Bình thường thì loại thường thì giá 50. 50 ngàn một tô ha. Còn cái thố là mình bán sao anh? Thố thì có thố nhỏ, thố lớn ạ. Thố tự chọn thì có mì với có bún. Bún sợi lớn, bún sợi nhỏ. Vâng. Còn thố hoành tráng nhất của mình là nhiêu? Thố lớn 99.000 một thố ha. Ừ, đằng kia em thấy là có một cái phần xương xí quách, đó là xương ống, đó là như thế nào anh? Vì bán cái phần nào là có cái phần đó? Dạ xí quách thì mình gọi thêm nữa. Muốn ăn xí quách thêm thì mình gọi thêm phần đó. Vâng, ví dụ như là cái tô thố đá 99.000 là thêm cái cục xương khổng lồ nhưng vào nữa là bao nhiêu anh? Phần xí quách thêm này thì còn tùy nữa, cục nhỏ thì 50, lớn thì 70. Còn ví dụ như cục đó là nhiêu? Như cục này thì cục lớn rồi thì 70. Hôm nay xí quách tùy. Hôm nay mình hết xí quách rồi sao? Có em thấy có cục duy nhất này. Dạ. Về trong này cho em cục đó nha. Dạ dạ. Đặt hàng trước các bạn. Hôm nay mình đến là hết mất xí quách này, còn có đúng có một cái xí quách duy nhất à. Ở đây là cái phở của mình, là cái đặc biệt là cái gì vậy anh? Đặc biệt ở bên em thì có bún thô đá với lại có lẩu bún bò nhúng. Là hai cái đó hả? Là khách người ta ăn nhiều rất luôn hả? Dạ vâng. Anh có thể hiểu một vòng ở đây mình có những cái gì được không anh? Ở đây em thấy cái phải của mình quá trời. Ở đây thì có nạm bò, có bắp, gân, chả Huế, chả cua, có sườn bò, có xí quách, giò, có lá sách. Đây là cái menu của quán, các bạn có thể tham khảo qua nhé. Ở đây thì mình thấy là có giá là dao động từ 50.000 cho tới mắc nhất là 85.000 nha. Ở đây thì có một cái phần là rất là hay, đó là tô đặc biệt ngập mặt này, 80.000. Và tô đặc biệt tùy bò là 85.000. Chắc chắn rồi mình sẽ ăn cái tô đặc biệt ngập mặt này, xem nó có ngập mặt không các bạn ạ. Đấy, ở bên này thì có các món thêm. Chả là 6.000. Rồi là khoanh là 15.000, khoanh giò 15.000. Các món thì dao động từ 6.000 cho tới mắc nhất là 55.000 nha, là lòng bò thêm nha. Đấy. Ngoài ra thì các loại đồ uống trắng miệng thì có giá là từ 3.000 cho tới mắc nhất là 20.000, trà đào cam xạ.
Ở đây thì mình thấy có số điện thoại và địa chỉ của quán luôn nhé các bạn. Bởi vì đây là UH đã có tới 2 chi nhánh các bạn ạ. Chi nhánh 1 là ở 75 Trường Sơn, phường 15 quận 10. Và chi nhánh 2 là ở đây đường Cách mạng tháng 8, đây là địa chỉ ở đây nha. Quán số 591 đường Cách mạng tháng 8, phường 15 quận 10 nha các bạn. Bán từ 6 giờ rưỡi cho tới 12 giờ đêm. Đấy, UH bên này còn nữa. Ngoài ra thì bên này thì có các món phải thử như là lẩu bò nhúng móng ruốc, quầy 300.000, thịt than bò mềm, lòng bò đã sơ chế. Đấy là cái này đặc biệt thứ hai của quán nha các bạn. Ngoài ra thì mình thấy ở đây còn cái gì đây nữa. Ở đây là giống như có thố đá các bạn ạ. Đây là bắp bò thố đá, bún bò thố đá. Thì có giá là 85.000 và thố đá lớn nhất là 99.000. Nha các bạn ha. Đấy, rồi ngoài ra các đồ ăn gọi thêm là có giá là 120.000. Cái này chắc mình là một cái dĩa lớn đấy. Rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới gọi ra hai phần. Đúng hơn là 3 phần các bạn, còn một phần chưa đem lên, mình gọi ra hai phần ở đây. Thì mình trong lúc mình coi cái menu thì mình thấy là qua hai phần mắc nhất của quán đó là phần tô ngập mặt và phần phở khô đá. À quên, bún bò khô đá, đây là tô ngập mặt các bạn này. Thực sự là những cái tô như một cái là thấy ngập mặt luôn rồi. À, còn bên này là cái phần phở khô đá. Khô đá thì tô này mắc hơn, hình như là mắc hơn 10.000 á, mắc hơn 10.000 đến 20.000 á. Tô này là 99.000 thì nó sẽ gồm một cái thố đá như thế này. Nó còn có một viên mọc cùng một cái miếng sườn. Đấy, rồi cũng có gân. Rồi ở đây thì cái phở thố đá thì nó có thêm một cái phần tụy này, cái này là tụy bò nhé. Rồi cũng có sách bò, gân bò đấy, và đặc biệt là nó sẽ có thêm một cái phần bò tái như thế này này. Tranh thủ cái lúc mà nó đang còn nóng phải bỏ vào liền. Đây là như vậy, đây là cái phần thêm của nó nha các bạn. Cũng rất là hoành tráng ha. Đây là cái phần topping của cái phần phở thố đá. Topping không. Nói chung là những cái tổng quan ban đầu thực sự rất là nhiều các bạn ạ. Những cái thố đá quá trời nhiều, còn một phần nữa. À này vừa lên luôn. Cái này là phần này bao nhiêu em? 70.000. Đây các bạn này, ở trong này thì lúc này mình quay mình thấy có xương ống bò xíu quách cực kỳ hoành tráng, cho nên là mình kêu luôn. Cùng mình có một cái thố đá rất là hấp dẫn ha. Giống như khẩu súng thành công rồi các bạn. Trong này không biết là còn quỷ không ta. Thực sự là rất là nhiều các bạn ạ. Đúng hơn là thường thường mình mà kêu là mình ăn một cái thố này là thực sự ăn rất là no rồi, nhưng mà ở đây mình quay giới thiệu cho nên là mình cố tình mình gọi thêm cái phần này. Cái phần này gọi là 70.000 nha, cái xương rất là lớn. Và trong này mình thấy có xích quách nhiều lắm các bạn, xích quách gần các bạn. Ôi rồi các bạn này, đang nóng rồi, làm phát cho các bạn thấy luôn này. Ui trời 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 trời, hấp dẫn chưa ấy. Wow, gần này hầm mềm lắm này, rất là mềm này. Ở đây thì ở bên dưới và ở bên trên các bạn có hai phần ăn nhé. Ở bên trên này thì là phòng máy lạnh. Nếu các bạn ăn mà cái phần mà liên quan đến thố đá này này thì mình khuyến cáo các bạn lên trên phòng máy lạnh ngồi ăn nhé. Chứ ngồi dưới nó nóng quá thì ăn không được đâu. Thố đá nó nóng mà. Wow, nóng hồ luôn. Cái phần thố đá này là mình khuyến cáo các bạn, nếu mà có các em nhỏ á thì các bạn không nên kêu phần này nhé. Vì cái phần này là cái thố nó nóng đó. Nếu mà mình người lớn mình kỳ đối với, nếu mà có các con nhỏ thì các bạn không nên kêu phần này nha, may các em có đụng vô đây cái là phỏng luôn đấy. Rồi, mời cả nhà nha, thử trước miếng nước lộn các bạn này. Bỏ vào là cái phở tái này, bỏ vào nó tái nó quanh lại chín luôn này. Nhiều lắm các bạn ơi, thực sự rất là nhiều nha. Cái tô này là 99.000 coi như 100.000 nha. Cái phần này 100.000 là tốt bên nhiều lắm nha, không ít đâu nha. Cho với cái tô ngập mặt thì nó cũng là 19 1 10, cái này 10 thằng kia 9. Mùi chả nóng, nước lèo rất là thơm, thơm đậm đà, thơm mùi xả, mùi bóng ruốc, thơm và rất là ngọt. Cái nước lèo ngon quá, nó ngọt. Nhưng mà thì đây là do cái nước dùng nó ngọt sẵn, biết là lúc này mình trụng như bò tái vào á, nó ngọt từ nước bò tái ra nữa. Wow, ngọt. Thực sự là quá hoành tráng các bạn ạ. Đây, chắc mình rút cái này trước này. Nhiều lắm các bạn ơi.
Này. Này nó hầm mềm lắm rồi. Mời cả nhà nhá. Ôi cái bò này nó mềm nó béo. Rất béo các bạn. Cái này là cái lớp gọi là lớp gân á. Lúc là nó bám vào cái phần thành của cái xương ống tủy á. Ăn nó béo trong miệng rất là ngon. Ăn này về tăng 2 kg. Ui các bạn ơi, nhìn này, ở trong này còn một cái xương ống tủy rất là lớn nha. Còn cái tủy á, ăn mấy cái này nó nóng hơi hồi hộp chút xíu. Ôi trời nó béo. Nó vừa béo vừa thơm. Béo quá. Đây là những cái phần mà nó bám trong cái phần xương tủy nó rớt ra nha. Nhiều lắm nha các bạn. Nó béo á. Thực sự là gân á, gân mà được hầm mùn ra nó béo. Ở đây là đừng thực sự là cái chén nước chấm này mình thấy rất là lạ đó các bạn ạ. Cái xương này nó là 70 ngàn. Cái xương này nó là 70 ngàn. Cái tô ăn ngập mặt này thì 80 ngàn. Nói về cái lượng là topping và thịt đó thì mình thấy cái tô này nó nhiều hơn và cái giá nó ok hơn. Cho nên cái phần chi quách này nếu mà bạn nào muốn ăn cái phần xương tủy á thì các bạn biết cái phần này nha. Còn mà nếu mà để thưởng thức á thì thay vì ăn cái phần này các bạn thêm 10 ngàn ăn phần này nha. Phần ăn ngập mặt này nha. Theo mình nghĩ là cái phần ngập mặt nó sẽ ok hơn. Quá trời rồi các bạn, rất là nhiều. Đúng, thật sự nói với các bạn luôn là nếu như mà ăn cái món này mà không ngồi trong phòng máy lạnh thì là ăn không có nổi đâu. Cho nên là khuyến cáo các bạn nha. Lúc này mình cũng thấy một số người ăn ở dưới kia ngồi ăn tô thấu đá này, ngồi dưới phòng dưới kia phòng nóng á, không biết người ta có chịu nổi không. Nhưng mà khuyến cáo các bạn là nếu mà ăn cái phần thấu đá thì các bạn nên lên phòng máy lạnh nha. Cái phần tái bò lúc này bỏ vô nè, bắt đầu nó chín nè. Nhiều quá, nhiều thứ quá, không biết ăn phần gì trước. Tái bò này mình nhớ nhiều lắm mà ta. Các em nó đi đâu hết à. Thôi cái nước chấm này cũng là chấm ăn đà thật đấy chứ. Mềm quá. Thực ra thì cái phần thấu đá này so với tô ngập mặt thì đúng là cái này ăn cũng ngập mặt luôn các bạn. Max hơn này. Mình nghĩ là ăn hết phần topping không là no, là khỏi cần ăn bún mà. Để các bạn này, tiếp tục này, quay lại với cái hết phần làm đến phần sách này. Này sách bò nha. Một cái tô thấu đá như vậy là có được mấy miếng sách nè. Được 3-4 miếng sách bò các bạn ạ. Đây là phần sách bò nha. Giòn quá. Cái nước chấm này á, nó mặn mặn ngọt ngọt. Nó có cái hậu mặn.
mới nếm vào thì nó có cái vị mặn nhiều, nhưng mà nó có cái hậu ngọt đường phía sau á, chấm rất là ngon. Toát thêm mồ hôi các bạn. Đây này, tiếp tục này. Đây là phần gân này. À, gân hơi bị nhiều nhé các bạn. Gân hơi bị nhiều đấy. Nếu mà ăn hết phần topping là no rồi, khỏi cần phải ăn thêm phần bún nữa. Này là gân bò nha. Nóng quá. Giòn quá, gân rất là giòn. Lúc này trong lúc quay á, mình thấy là các cái phần như sách ở gân á, người ta có bỏ trong tủ lạnh á, xong bắt đầu cứ người ta lấy rất là ít, người ta không đổ dồn lên một đống như những cái quán mà mình từng quay. Tức là người ta cứ hết tới đâu người ta đem ra tới đó, còn người ta, không người ta cứ để trong cái một cái tủ mát á. Gân rất là giòn. Đây là bộ phận gọi là ít ỏi nhất trong cái thấu đá này. Một phần sẽ có một cái phần tủy như thế này nè, tủy bò nha. Tủy bò, cái tủy này có vẻ rất là lớn. Tức là cứ mỗi cái thấu đá sẽ có một cái tủy này thôi. Lúc này mình quên hỏi là cái phần tủy này người ta bán thêm như thế nào. Nóng quá. Cái tủy bò nó bé béo, nó hơi dai nhẹ, nó bé béo. Hơi bé béo mình nghe giống các bạn ở Phô Mai vậy đó. Wow. Phần topping nhiều lắm nha các bạn. Có thể nói là cái phần topping cuối cùng trong cái thấu đá này. Đây là cái phần là sườn bò nha. Biết cầm thế nào này. Cái này xin phép các bạn bốc tay cái. Cái phần sườn bò này thì hơi khó ăn nhỉ. Cái này là sườn bò gân các bạn ạ. Tay mà nóng quá. Cái này sườn bò gân nha. Nhưng mà là sườn bò cọc mà sườn bò gân. Ăn đến phần này bắt buộc phải vỗ tay. Cái thấu đá các bạn nóng cực kỳ lâu rồi. Mình ăn nãy vừa chắc còn gần 30 phút rồi á. Nhưng mà cực kỳ nóng rồi. Múc này mà ăn bỏ miệng lên cái phòng vậy á. Đúng như cái tên gọi đó các bạn, ăn ngập mặt luôn các bạn. Ở đây thì cái điều mình thích nhất ở đây là cái đầu tiên là phải nói là cái nước dùng á. Cái nước dùng rất là ngon, thơm, đậm đà cái mùi của bún bò Huế các bạn. Cái mùi nó mình khó diễn tả lắm, mùi của mùi xà, mùi mắm và mùi gừng, mùi bún bò Huế rất là thơm. Cái nước thì nó mặn mặn ngọt ngọt, nó có cái hậu ngọt phía sau rất là tuyệt vời. Cái phần thứ hai mình đánh giá cao đây là cái phần thấu đá. Công nhận cái thấu đá sướng thật các bạn, nó nóng từ đầu tới cuối luôn. Tới giờ phần còn nóng này mình đưa ra mình tính là tới giờ là khoảng hơn 30 phút rồi còn nóng. Tức là cái độ nóng của cái thấu đá nó bằng cái thời gian mình ăn luôn. Nói chung là ăn trong sự nóng hổi rất là tuyệt vời. Cái phần thứ ba là về phần chất lượng. Ở đây thì cái tô rẻ nhất là 50.000. Và phần bắt đầu từ phần ăn ngập mặt là phần 80.000 các bạn này. Thật sự rất là hoành tráng. Ở đây thì mình thấy là khuyến cáo các bạn là bạn nào mà ăn khỏe nha. Ăn thật sự ăn khỏe rồi hãy nên kêu cái phần thấu đá và phần 80.000 nha. Chứ không ăn không thấy tự bụng phí. Hoặc là các bạn nào mà đối với bạn nữ đi hai người thì có thể là gọi một phần ăn ngập mặt này nè 80.000, sau đó thì xin thêm bún ở đây thì bún người ta không có tính tiền. Xin thêm bún thì cứ người 40.000 ăn phần ngập mặt này, hai người ăn là tuyệt vời. Thấu đá cũng vậy. Khuyến cáo người là nếu mà bạn nào mà có con nhỏ thì không nên kêu bằng thấu đá nha. Vì cái này nó nóng, đôi khi các em sờ vào hơi nguy hiểm. Không như là ăn đúng, ăn no, ăn ngập mặt luôn các bạn ạ. Vì ở đây bún người ta cho miễn phí mà. Các bạn ăn hết bún có thể xin thêm. Rồi nha, video này thì cũng giờ là chắc mình xin kết thúc cái video này tại đây nha. Nếu bạn nào mà thích ăn bún bò Huế, thích ăn trải nghiệm món bún bò Huế thấu đá thì một lần nào đó đi ngang qua khu vực này các bạn có thể ghé vào ăn thử một phần xem như thế nào nha.
hoặc là những cái bạn từng ăn bún bò Huế ở đây rồi thì cũng để lại cho mình một bình luận đánh giá nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video và đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới từ kênh Đi Đâu Ăn Gì nha. Còn bây giờ tiếp tục ăn các bạn, nhiều lắm. Bỏ rau vào ngán nó đầy lại như cũ luôn.